Các con bắt đầu lấy đề cương và cô sẽ chữa đề cương. Nhớ chấm bằng bút đỏ. Còn nếu như không chấm bằng bút đỏ thì chúng ta sẽ không thể hiện được là mình sai ở chỗ nào. Chúng ta bắt đầu với câu 1. Bronze là âm O. Hotel âm O. Romance âm O. Và scope âm O. Đáp án đúng là phương án A. Vì đó là âm O, ba từ kia âm O. Straight, booked, equipped, compared. Đáp án D là phát âm là D. Ba từ kia phát âm là T. Choose, horses, houses, roses. Câu 3 các con bỏ qua, không có đáp án. Câu số 4, facilitate, century, cultural, celebrate. Vậy ta có đáp án này sẽ là đáp án C, vì đó là âm C. Còn ba từ kia đọc là âm thật, âm S. Bài tiếp theo, chọn một từ có phần cấu trúc trọng âm khác những từ còn lại. Purpose, khi cô đọc các con đọc theo cô. Purpose, surround, pastime, comment. Đáp án đúng là phương án B. Âm 2, 3 từ kia âm 1. Handicraft, determine, nutrients, adventure. Đáp án A, 3 từ kia là phương án trọng âm rơi vào âm 2. Câu 7, region, event, relax, enroll. Đáp án A, 3 từ kia rơi vào âm 2. Behavior, financial. Benefit, procession. Đáp án C, âm 1, 3 từ kia âm 2. Bài tiếp theo, hãy chọn một từ để hòa thành câu. Nghèo đói là một vấn đề ở các thành phố lớn, nơi mà cả gia đình. Đấy, vậy cái này là chỉ địa điểm nhé. Nó làm rõ nghĩa cho một cụm từ chỉ địa điểm đấy. Câu tiếp theo, don't worry about it. Câu ta có if there is là câu điều kiện loại 1. Mà nó là câu điều kiện loại 1 thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ phải dùng từ will be. Will be đi với hiện tại đơn thể hiện đúng câu điều kiện loại 1. Câu tiếp theo, đây là một câu đề nghị. Các con ghi vào giấy đi. Và đề nghị thì chúng ta sẽ dùng từ can. Can I use? Tôi có thể dùng máy tính điện thoại của bạn được không? Một thời điểm trong quá khứ chúng ta sẽ dùng thì quá khứ đơn, đó là phương án B, step. Câu 13, Phong thường dậy sớm buổi sáng để anh ta không đi làm muộn. Đây là mệnh đề chỉ mục đích. Cô biết tắt nha. Đây là mệnh đề chỉ mục đích. Câu 14, Staffon on Avon. Cái mà mọi người viết về đó là nơi sinh của Shakespeare. Được chưa? Vậy cái từ which trong câu này nó là một từ ngữ. Chúng ta không thay nó bằng từ that. Không dùng từ who vì nó không chỉ người, đúng không nào? Và không dùng từ where. Vì sao? Câu này nó không chỉ địa điểm. Câu 15, sau từ hope chúng ta có hope to do something. Đã có công thức này. Hope to do something, hy vọng làm cái gì. Hy vọng làm gì. Câu số 16, I think the young. Và câu này chúng ta có sơ cộng với ADG, nó chính bằng là những người. Được chưa? The young ở đây là thế hệ trẻ. Tôi nghĩ rằng thế hệ trẻ cần được khuyến khích và được ủng hộ trong xã hội. Nó chỉ một nhóm người. Câu số 7, think over, ở đây là suy nghĩ kỹ. Tôi sẽ nghĩ, tôi sẽ cân nhắc cái gợi ý của bạn. Được chưa?
Câu số 18. Đây là sự kết hợp giữa quá khứ đơn và quá khứ hoàn thành. Thật không may khi tôi đến thì mọi người đã bỏ đi rồi. Đúng không? Bạn của tôi đã đi rồi. Chúng ta phải dùng phương án C là quá khứ hoàn thành. Câu 19. Effective medium of international communication. Ở đây ta có cái cụm từ international communication, có nghĩa là giao tiếp quốc tế. Được chưa? Tiếng Anh là một cái phương tiện hiệu quả trong giao tiếp quốc tế. Câu số 20, chúng ta có từ used to là thì quá khứ đơn, thì chúng ta sẽ phải dùng trợ động từ là did để làm cái đuôi của quá khứ. Trợ động từ của quá khứ là did. Và câu này là câu vế trước là khẳng định thì vế sau phải là phủ định. Câu 21. Rất nhiều người phản đối sử dụng động vật trong các thí nghiệm khoa học. Vậy ở đây chúng ta cần một tính từ để làm rõ nghĩa cho cái từ experiment. Mà tính từ của từ science chính là từ scientific. Các thí nghiệm mang tính chất khoa học. Câu số 22, đừng nhầm từ put off và từ call off. Call off có nghĩa là hủy cái gì đó, còn put off là hoãn cái gì đó. Và câu này chúng ta có là the match till Sunday, hoãn cái trận đấu này cho đến chủ nhật, vậy chúng ta phải dùng từ put off. Câu 23, tôi hy vọng rằng ước mơ của bạn một ngày nào đó sẽ trở thành sự thật. Và ta có cái động từ come true, này là trở thành sự thật. Cái câu 22 các con ghi vào đi. Call off bằng với cancel và put off bằng với delay. Câu số 24, anh ta rất là thất vọng bởi vì là toàn bộ phần thưởng của anh ta là ít hơn năm ngoái, vậy chúng ta dùng từ disappointed. Câu 25, ta dùng từ boil, được chưa, luộc trứng. Just a little, chỉ luộc trứng sơ sơ thôi. Even the whites are not quite hard, để cho cái lòng trắng của nó không quá cứng. Câu 26, fill out, hoàn thành đúng không, điền vào đúng không. Vậy đây là application, tức là cái mẫu. For admission to the hospital, to the front desk, tức là điền vào cái mẫu. Chỗ này là danh từ. Câu 27, chúng ta nhìn thấy câu này nó có từ could là trợ động từ của câu hỏi rồi. Vậy trong câu hỏi thì chỉ có một trợ động từ để tạo thành câu hỏi thôi. Còn tất cả những cái chỗ khác không cần. Vậy cái phương án C này bị sai mất từ this này. Nó bị thừa, nó không phải là câu hỏi, không được đạo lên. Thế bây giờ cái từ how much là từ để hỏi thì nó phải đứng trước cái từ it cost. Đấy. Vậy đáp án đúng phải là phương án C. Câu số 28, closest meaning, hãy chọn từ có nghĩa tương đương, đúng không? Watch out for the pickpockets, it's not a safe place. Cái watch out ở đây đồng nghĩa với từ be careful, hãy cẩn thận đấy. Câu 29, chúng ta có từ fresh ở đây. Có những cái khách sạn rất là tuyệt vời. Many of them specializing their own way of serving. Serving ở đây là phục vụ cái món cá tươi ở hồ. Cá tươi là cá vừa mới bắt, đúng không nào? Vậy đây là newly caught chatbot. Câu 30, opposite meaning. Khi làm bài thi cần phải dịch đề nhá. Không dịch đề không biết là đề yêu cầu gì đâu. Opposite meaning ở đây là từ đối nghĩa. Ở đây ta có từ let them out. Quần áo của tôi chặt quá rồi, vậy tôi phải let them out, có nghĩa là chúng tôi không phải là làm cho nó rộng hơn. Đồng nghĩa với make them larger, nhưng đối nghĩa với make them smaller. Được chưa? Câu 31, ta có từ foolish, sẽ đối nghĩa với từ clever. Foolish là ngốc nghếch,
Cái đối nghĩa với clever. Tiếp theo câu 32 sẽ chọn một cái câu để đáp lại cái câu này. Can you come down and help me with this? Hãy xuống đây và giúp tôi với. Vậy cái người kia sẽ đáp lại là I'm coming, tôi đến đây. Được chưa? Câu 33 hỏi giờ là what's the time now? Đáp án C. Câu 34 cái ngôi nhà này có rất nhiều cái đặc điểm đặc biệt. Đặc biệt ở đây nó bao gồm 45 foot long outdoor swimming pool. Vậy cái đặc biệt ở đây nó đồng nghĩa với từ special. This document will provide you with the information. Tài liệu này sẽ provide cho bạn những cái thông tin cần thiết. Provide đồng nghĩa với supply, đều là cung cấp. Opposite in meaning, chọn từ đối nghĩa. Negative này, lack of sleep can have an enormous negative impact. Nó có cái ảnh hưởng tiêu cực, đúng không? Đến cái kết quả học tập của trẻ. Negative thì đối nghĩa với positive. Cái này là tích cực. Thế còn cognitive ở đây là nhận thức, chúng ta biết rồi. Affective ở đây nó lại là hiệu quả, đúng không? Tính hiệu quả. Câu 37, ta có từ majority of young professionals in the capital have moved there from provincial towns. Phần đa, rất nhiều, mà nó đối nghĩa với minority, đây là số ít, hay là thiểu số. Thế còn majority là đa số. Câu 38. How's it going? Getting over the jet lag. Hi Paul, thế nào rồi? Đã ổn chưa? Vậy cái câu này là câu hỏi về sức khỏe sau một cái chuyến đi, đúng không? Cái chặng đường đi từ múi giờ này sang một múi giờ khác, thì chúng ta sẽ chọn phương án nào? Đáp án B. Yes, I slept very well last night. Hôm qua tôi ngủ khá là ngon. Được chưa? Còn ba câu kia thì không liên quan gì cả. 39. Một đế bánh này, một ít phô mai này, vân vân này. Đây là nguyên liệu. Vậy nguyên liệu ở đây thì chúng ta sẽ phải chọn phương án D. What do we need to make a pizza? Chúng ta cần cái gì để làm bánh pizza? Câu 40 chúng ta sẽ sửa từ will get, vì as soon as là một mệnh đề chỉ thời gian, không đi với thị tương lai. Các con ghi cấu trúc này vào đi. Cả cái từ when nữa nhé. Nào trật tự đi. Câu 41. My brother used to. Sao used to là một động từ ở dạng nguyên thể. Vậy chúng ta phải dùng used to work. Được chưa? Câu 42. Ta không có tiền mua đồ ăn bởi vì họ đã quên xin bố mẹ. Có nghĩa là bây giờ không có tiền vì đã quên xin. Thì cái từ has forgotten phải chuyển thành had forgotten.
nó phải là quá khứ hoàn thành, cái việc quên nó xảy ra trước cái việc bây giờ không có tiền. 43. Các nhà khoa học đang investigating, đang tìm, đang điều tra, tức là đang nghiên cứu một cái nơi ở trên sao Hỏa, cái mà liquid water, mà cái mà họ có thể tìm thấy nước, đúng không? Thì cái chỗ này chúng ta không dùng cái mà chúng ta phải dùng từ where, nơi mà họ có thể tìm thấy nước. Liquid water may be found. Nếu mà người ta dùng nước bẩn để nấu nướng thì sức khỏe sẽ không được đảm bảo. Đây là câu điều kiện loại 1. Cái này sẽ chuyển thành will be. Rất là dễ. Được chưa? Tiếp theo câu 45. Tôi khó có thể. Cái từ hardly ở đây là khó có thể này. Tôi khó có thể mua một cái iPad mới, có nghĩa là cái iPad đấy cost more than I can afford. Cái iPad đấy nó quá khả năng chi trả của tôi. Đúng không? Đây cái phương án A, cái new iPad đấy không đắt, không đắt là sai rồi. Tôi có thể mua iPad, làm gì có thể đâu, tôi không thể mà. Còn phương án D, tôi có đủ tiền, sai nốt, đúng không nào? Cả ba phương án này đều sai. Câu 46. Cô ấy biết rất nhiều về space travel hơn là tôi biết. Có nghĩa là tôi không biết nhiều bằng cô ấy. Phương án A, cô ấy không biết nhiều như tôi, sai, cô ấy biết nhiều hơn cơ. Ai biết? Câu này không dùng để hỏi, được chưa? Cô ấy biết ít hơn, sai. Cô ấy này phải đặt phương án C. Tôi không biết nhiều như cô ấy. 47. John chỉ hiểu rất ít những gì giáo viên nói. Đúng không nào? Tức là understood very little, hiểu rất ít, thì đồng nghĩa với việc là could hardly understand. Đấy, nó đồng nghĩa với could hardly understand này. Hiểu rất ít có nghĩa là không hiểu mấy. Thế còn cái phương án A là hiểu mọi thứ là sai rồi. Đúng không? Hoặc là quá dễ cho John để hiểu cũng là sai rồi. Nó không đúng nghĩa với câu mà người ta cho. Đấy. Còn cái câu D là giáo viên thấy rằng rất họ hiểu, rất khó để hiểu những gì John nói thì lại sai hoàn toàn. Đây là John không hiểu giáo viên nói. Vậy khi con chọn phương án đúng, con phải xét xem nghĩa nó có bị thay đổi không nhé. Câu 48. In Stratford-on-Avon we saw Shakespeare's house. Được chưa? Ở cái nơi này chúng tôi thấy nhà của Shakespeare. Phương án A, chúng tôi không biết rằng Shakespeare, câu này không đồng nghĩa này. Đúng không? Shakespeare sinh ra ở nơi này nhưng chúng tôi không biết khi nào. Chúng tôi cái này nó không nó cung cấp thông tin bị thừa so với cái câu yêu cầu đề bài. Chúng tôi thấy Shakespeare ở nơi sinh của ông ấy. Làm gì nhìn thấy Shakespeare nữa, ông ấy mất rồi mà. Còn phương án D, chúng tôi thấy nhà ở Stratford-upon-Avon, nơi mà Shakespeare sinh ra. Được chưa? Có nghĩa là chúng tôi đến Stratford để chúng tôi thấy một ngôi nhà nơi mà ông ấy sinh ra. Câu 49. Dương đang viết cho một tờ báo ở Anh. Anh ta muốn tìm một người bạn quá khứ. Có nghĩa là Dương đang viết để tìm bạn. Đấy. Cái to find này nó chỉ mục đích này, mà nó đồng nghĩa với he wants to find. Đấy. Thế còn cái in order to này nó chỉ mục đích. Được chưa? Thế còn phương án B, chúng ta thấy là để tìm bạn, Dương phải viết cho một tờ báo ở đó. Cái này không liên quan gì đến từ phải cả. Vậy cái từ has to này không được này. Dương muốn tìm bạn quá thư mặc dù. Cái này này không liên quan gì đến đối nghĩa. Vậy cái từ on dâu trong câu này nó dùng không hợp lý. Phương án D, Dương đang viết cho một tờ báo Anh và sau đó tìm tới một người bạn.
Sai, câu này không liên quan đến chỉ mục đích. Vậy chỉ mục đích chỉ có phương án A thôi. Được chưa? Thế còn 10 câu tiếp theo. Nhìn kỹ nhé, 10 câu này là hôm trước cô đã cho làm và cô cũng đã chấm rồi, chữa rồi. Thế con chữa nốt bài này vào. Làm lại một lần nữa và chữa bài này vào đi nhé.